quê hương tôi dòng máu lệ tuôn rơi đang tiến đưa từng người bọc trong bịch đen thui từng xác người oan ức chẳng biết đưa về đâu vành tang chưa kịp chiết lên đầu lửa thiêu chưa kịp tiếng kinh cầu bàng hoàng ngập ngụa trong đớn đau chiều qua nghe đâu đây mẹ đã ngồi phân ly cha cũng theo mẹ đi cả gia đình ra đi nào đâu người đưa tiễn im ắng không cờ xí chiều nay tiếng còi hố kinh động vực đen quăng đầy nỗi vô vọng ôi Việt Nam ơi những phận người lòng đau mẹ ơi mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát nguyện xin mẹ thương lấy đàn con Việt xin mẹ từ bi cứu chúng con dân Việt khổ đau đáng chết mòn xin giao vào tay mẹ vận mệnh quê hương mẹ ơi mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát từ bi tâm thinh cứu khổ khu nạn dắt dìu đàn con qua biến loạn cơn dịch tràn giang lớp sóng thần xin nương nhờ ân điển mẹ hiền quan âm gia đình ra đi nào đâu người đưa tiễn im ắng không cờ xí chiều nay tiếng còi hố kinh động vực đen quăng đầy nỗi vô vọng ôi Việt Nam ơi những phận người lòng đau mẹ mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát nguyện xin mẹ thương lấy đàn con Việt xin mẹ từ bi cứu chúng con dẫn Việt khổ đau đáng chết mòn xin giao vào tay mẹ vận mệnh quê hương mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát từ bi tâm thinh cứu khổ cứu nạn dắt dìu đàn con qua biến loạn cơn dịch tràn giang lớp sóng thần xin nương nhờ ân điển mẹ hiền quan âm xin nương nhờ ân điển mẹ hiền quá.